Chào hết anh em nè, hôm nay Hùng máy sới lại lên cho anh em một con sới nhảy Honda, Honda F200. Hàng riêng nha anh em. Hàng riêng không sơn, không giảm, không chỉnh, không sửa, không tháo, không gì hết. Tất cả đều riêng riêng đét 100% luôn. Không sơn, không giảm nha. Dao này, dao còn mới lan can luôn ha. Dao này phải hơn 80% nè anh em. Rất là mới luôn. Ok. Tất cả mọi thứ ok nha. Riêng đét 100% luôn đó. Bà con bác này ha, là nút chính giữa nha. Đời ba thôi. Đó, nhẹ nhàng luôn đúng không, một phát một mình thử xới chỗ ra cỏ này đó. Đó, ok chưa. Đó, thử xới chỗ cỏ này đó, ok chưa. Rất ok đúng không, nhẹ nhàng luôn, một tay giữ máy vừa chơi thôi đó. Đó, rất ok. Mình chỉ cần đè chân giống xuống là nó tự xới thôi anh em. Rồi rất ok, rất hay đúng không. Rồi anh em vào việc thì báo em nhé.